Quý vị thân mến, chúng ta đang có mặt tại sàn đấu ngôi sao. Chúng ta sẽ được hội ngộ cùng với 4 nghệ sĩ mới, chia làm 2 đội chơi. Xin được giới thiệu đội thứ nhất, ca sĩ có, MC có, diễn viên có. MC ca sĩ Quốc Bảo cùng với diễn viên Vương Linh. Cho hỏi là ai xúi tới mà cọc quá? Dạ, nói chung là tụi em tới đây chơi nhưng mà cái tinh quá. Thần, cái tâm thế tụi em chuẩn bị nó hơi cọc xíu. Gì hả? Dạ. Về. Không, về luôn, đẩy vô về luôn. Phải có phần thưởng bớt cọc lại anh à. Về luôn. Không, không về liền. Vậy thì vô chơi cho vui, cho hết cọc à. Đúng rồi. Dạ, vui. Em, bé ơi. Vui, từ từ. Phải có lý do hết. Lý do là gì? Xin mời em. Mưa. Đúng. Mưa lớn quá nè, đôi khi hơi ướt át. Wow. Vậy thôi, cho hỏi có chơi không? Chơi. Chúng ta phải diện kiến với đội chơi thứ hai chứ. Không hề wow. Yeah. Thấy mặc bộ đồ thôi là không hề wow. Xin được giới thiệu ca sĩ, diễn viên Khắc Minh cùng với diễn viên Quỳnh Lý. Không hề wow đúng không anh? Để coi. Em tôi. Ôm còn đi nữa để nói đâu. Vợ tôi á. Bạn tôi. Wow, vợ tôi, wow. Thấy chưa, em thấy chưa? Tươi sáng hẳn ra. Nào, ngẩng cao đầu, cặp vô nhau, nhìn hẳn vô camera, giới thiệu về đội mình. Nói đi em. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Sàn đấu ngôi sao. Hôm nay, Khắc Minh và Quỳnh Lý rất vui khi đến với chương trình Sàn đấu ngôi sao. Trời ơi, vui không, vui không? Tụi em rất là vui. Hay quá. Bây giờ mình lấy cái tên sao cho ấn tượng, không có cọc nha. Nhưng mà có liên quan đến cái tinh thần của ngày hôm nay. Đúng cái rồi. Thời tiết cũng như là không khí của ngày hôm nay. Đúng vậy. Bây giờ bật mí luôn đi. Dạ. Cái chủ đề của chương trình trước. Dạ. Để chúng ta đặt tên sao cho nó hợp liên, lý. Liên, dạ. Liên quan. Quý vị thân mến, vì họ là những người rất trẻ, chủ đề sẽ liên quan tới âm nhạc rất trẻ. Dạ. Wow. Wow. Mang tên gọi dòng nhạc Mưa Bụi. Thật chắc chưa? Nghĩ ra cái tên cho đội hợp lý liên quan tới chủ đề của chương trình. Anh nghĩ là với cái sự dễ thương của tụi em á, anh Minh, với cái sự dễ thương, với cái sự hơi lâu á, hơi lâu. Đối nghịch lại với cái đội bên kia thì mưa bong bóng à, mưa bong bóng à. Minh, Lý, em thấy cái tên này nó hay. Mưa bong bóng. Nhưng mà xù thấy dễ thương không? Mưa bong bóng. Ê. Mưa bông bông. Đào Quốc Minh và Quốc Bảo bắt tay. Quốc Minh và Quốc Bảo. Ok, mình lựa cái nào? Ok, ngày hôm nay thời tiết sao? Mưa. Nhỏ mưa lớn. Lớn. Đội em tên mưa lớn ghê. Mưa lớn ghê. Và mưa bông bóng. Nghe mệt. Mời hai đội chơi bước vào cuộc đấu ngày hôm nay của sàn đấu ngôi sao. Vòng 1, nhanh tay lẹ mắt. Chân dung của một nghệ sĩ sẽ được ẩn sau 6 mảnh ghép. Có 6 câu hỏi gợi ý dành cho hai đội. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được cộng 10 điểm và lật một mảnh ghép. Sau khi các mảnh ghép được mở, đội nào trả lời đúng chân dung của nghệ sĩ bí ẩn sẽ được cộng 50 điểm. Và tất cả số điểm còn lại của các mảnh ghép chưa được mở, trả lời sai bị trừ 50 điểm. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với sàn đấu ngôi sao. Và vòng đầu tiên với tên gọi nhanh tay lẹ mắt. Sau khẩu lệnh hết, nhấn chuông giành lượt cho đội của mình. Tụi em ơi, đến nhà của anh phải tặng quà cho bọn em chứ. Quà, bây giờ mình coi. Gói gọn lại cho bọn em chỉ có 3 bức hình nghệ sĩ ứng danh thôi. Chúng ta sẽ bóc ra một tấm hình để trả lời. Dễ không? Đơn giản không? Ok, coi nha. Xin mời. Lớp tiếp. Linh, em không đeo mắt kính. Đeo mắt kính là thấy rồi. Ủa anh, tụi em không đeo mắt kính mà tụi em cũng đâu có thấy rồi. Anh cho coi, khoan từ, anh cho coi chưa? Anh cho coi rồi. Chưa coi nữa hả? Coi xong chưa? Cái này mới rõ nè. Mời, 6 mảnh ghép. Có rõ quá không? Rõ lắm. Gì? Tôi nhìn cái con số 3 giống Phương Linh quá ha. Linh, để mà kiện vô. Em kìa. Để mà kiện vô, giống con số 3. Bậy mọi người, chơi đi mọi người ơi, bậy. Hết. Đừng. Cái gì ạ? Hết. Hết. Mời em. Hết, dạ. Đội mưa lớn ghê.
Mới nói hết, anh mới nói hết, anh bấm nó anh bấm nhanh rồi. Hay quá, mà đâu biết trả lời gì luôn. Nhưng mà chưa hỏi. Chưa hỏi. Giờ mới biết nè. Mình chọn ô số 7. Thôi em chọn số 1 đi, em thích màu vàng. Đằng sau ô số 1 sẽ có một đoạn gợi ý cho các bạn. Những cái âm thanh nó rất là nhẹ nhàng, sâu lắng nha. Nghe thật kỹ, xin mời. Ơi, chứ quen chứ? Quen chứ. Hết. Là đoạn nhạc nằm trong bài hát nào? Có ba gợi ý cho các em. A. Mưa bụi 1, B. Mưa bụi 2 và C. Mưa bụi 3. Nhớ rồi. Không có nghe mưa bụi, bảo không có nghe mưa bụi. Sao có đáp án D ta? Đi bụi, đi bụi. Đi bụi. Đúng rồi đó. Để mưa bụi hát sao quên rồi ta. Không, đừng, đừng anh, đừng. Thôi, anh, đừng trời anh. Hát thì không sao đó, mình bắt đầu. 15 giây, bắt đầu. 1 hay 2? Nghe 2. Quen không? Quen nhiều không? Quen nhiều là 1. Quen ít à? Quen sơ sơ là 2. Mà không quen là 3 đúng không? Đúng, vậy thế là quắc luôn. Là 3 đi. Vậy là? Mưa bụi 3. 2. Đón đại mà tự tin không ghê. À, theo chiến thuật nha. Nếu như đội em được lựa chọn, tụi em lựa chọn phương án nào? Mưa bụi 1 hay 2? Mưa bụi 2. Mưa bụi 2. Chắc cũng không biết đâu. Chắc cũng không biết đâu. Tụi em vẫn có thời gian để suy nghĩ nha. Không, nếu được lựa chọn thì em vẫn chọn mua bụi 2. Không, bọn em chọn luôn đi. Tại vì nếu bên đây sai, bên mình chọn đúng, mình có 10 điểm mở ô này. Mua bụi 2. Chốt không? Chốt. Và chúng tôi xin được trân trọng thông báo đáp án chỉ có một mà thôi. Nếu hai đội đều sai, mảnh ghép này sẽ khóa vĩnh viễn, không mở ra luôn. No, đừng như không vậy. Không cần luôn. Dạ. Biết đâu nó là khuôn mặt của nghệ sĩ Ân Nhanh. Thôi mà. Đúng vậy mà. Thôi mà. Và đáp án của chương trình, đoạn nhạc gửi vừa rồi nằm trong ca khúc Mưa Bụi 2 hay 3? Trời ơi. Là Mưa Bụi 1 nha quý vị. Trời ơi. Rất tiếc cho hai đội. Mạnh ghé số 1 khóa luôn giùm em. Trời ơi. Em biết mà. Cái đó là mình nhắc, mình xóa cái dấu đó xé giùm em nha. Mình chơi lại chứ, đúng không? Đúng, làm đúng. Lại được. Làm lại cuộc đời, đúng. Không sao cả. Dạ. Phải sai thì mới biết đúng ở đâu. Đúng, đúng. Hợp lý. Nhưng trả lời đúng hay không thuộc về bọn em hết. Đó, thuộc về bọn em hết. Có hết rồi. Là bọn em hết. Tụi em sẽ chọn số 6. Số 6. Ở nơi nào cũng nhớ về quê. Ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Em đi mây gió buồn, biến nơi xa đó có gì vui hơn. Riêng tôi ôm mối tơ lòng vân vương. Đúng thiệt là dòng nhạc Mưa Bụi của chúng ta là có nhiều cái bài hát rồi. Bolero trữ tình rất hay. Hay quá. Đây là ca khúc tiễn biệt của Tô Thanh Tùng. Hãy cho mình dù biết, khi mà chàng trai và cô gái xa cách, đêm về chàng trai đã làm gì? A. Nằm buồn trong căn gác nhỏ. B. Chắp tay cầu. Và C. Ngóng về phương xa. Không, cái đoạn sau. Thời gian không anh? Có anh. Ủa, có em. À, 5 giây à? C á. C. Ngóng về phương xa. Ngóng về phương xa. Đúng rồi, đúng không? Đúng không anh? Một lần nữa, tôi xin mạn phép hỏi bên đội Mưa Lớn kia. Hồi nãy á, lúc mà em nghe anh Quốc Đại hát đó, thì anh Quốc Bảo á, anh cứ nói em là nhìn nhìn coi thử mấy cái bóng đèn. Anh cho là nhìn, anh cho nhìn cấu hình miệng. Good job. Good job, amazing đúng không? Amazing lắm. Yeah, nhưng mà tụi em vẫn có đáp án chứ hả? Em, mời em, hai đáp án thôi. Nằm trong căn gác nhỏ và chắp tay cầu. Đàn ông không có chắp tay cầu nữa, ít đúng lắm. Rồi, chắp tay cầu mà kiểu nhớ người yêu mà chắp tay cầu cầu khấn khấn cho cầu, về là cầu siêu. Chốt à, chốt à, chốt luôn. Đáp án của chương trình là đáp án còn lại mà hai đội không chọn, đó chính là đáp án B, chắp tay cầu. Xin mời. Ở ban đầu ai nghĩ chuyện thương đau, để bây giờ rồi cũng đành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái khúc mà ảnh chắp tay cầu á là em đang nhìn em đếm đèn rồi. Đúng em rồi. Đếm được 4 bóng đèn đằng sau. Em đếm 4 bóng đèn luôn. Tụi em rất đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử sàn đấu ngôi sao hai mảnh ghép bị khóa rồi. Không sao, tụi em chỉ cần nhìn một mảnh ghép thôi là đoán được người luôn. Một mảnh ghép là đủ rồi. Một mảnh ghép là đủ. Tăng cái độ khó cho game. 6 mảnh là quá nhiều. Anh tin tưởng bọn em hết. Rồi vậy. Cứ nghe hết là bấm thôi. Anh tin tưởng bọn em thì hết đó. Nha. Ok. Bọn tao bấm rồi. Bấm rồi. Mời nhà mình chọn. Không có thận trọng á. Thận trọng khác để tự chọn trọng. Số 3 đi. Số 3. Đúng rồi. Đây là ca khúc Mật Đắng Tình Yêu. Trời. Ai là tác giả của bài hát này? A. Điền Trọng Nguyên, B. Vinh Sử và C. Hàn Châu. À, hai người em biết. Em rành, em có hát một số bài, lâu lâu có hát một số bài của đúng hai chú này. Đúng rồi, mình có hát vừa rồi nè. Một là Vinh Sử, hai là Hàn Châu. Ok, vậy thì... Nhưng mà với cái giai điệu này á, thì em nghĩ là xác suất rơi nhiều vào Hàn Châu. Nếu như được lựa chọn. Khỏi nếu. Tụi em lựa chọn sẵn phải rồi. Lựa chọn. Xin mời chuyên gia tư vấn thạc sĩ tâm lý học Phương Linh. Vô. Hồi nãy là anh nói là anh quen hai người trong đó đúng anh không? Anh quen, anh biết. Anh biết đúng không? Là anh Hàn Châu và... Anh Hàn Châu và Vinh Sử. Vinh Sử. Thì anh chọn Hàn Châu đúng không? Đúng rồi. Thì em chọn lại anh kia rồi. Vinh Sử. Hay quá. Biết đâu cái xác suất may mắn nằm đúng vô. Vinh Sử đúng chưa? Hay quá mấy đứa. Tự tin lên. Anh chúc mừng bọn em. Câu trả lời bọn em sai nha. Yeah! Hay quá Vinh ơi. Trời ơi. Em đừng có ký sinh vô anh em hiểu không? Em phải có chính kiến của em chứ. Đây mới đúng còn câu à. Đừng có đắc thắng ha. Ok. 10 điểm đầu tiên thuộc về đội Mưa Bóng Bóng ô số 3. Mở. Rồi. Thấy được cái tay áo của anh kìa. Lượt dự đoán nghệ sĩ ứng gia đang thuộc về mình. Mình có muốn đoán hay không hay là mình chơi tiếp? Dễ gì em đoán ra. Ừ. Vậy mình chơi tiếp ha. Dạ chơi tiếp chứ. Ok, chơi tiếp thì sẵn sàng thôi. Mình tập trung vô. Chưa phải có cái từ đó. Tâm Quy anh ơi. Tâm Quy. Điểm cho em. Không, bé nó không biết ngày thơ lắm hết. Bé nó bấm rồi. Bé nó ngày thơ lắm hết thì bé nó bấm rồi. Phải để. Mời đội mình chọn. Ô, số mấy anh? Số 5 đi. 5. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Biết rồi mà còn hỏi. Anh nói rằng anh đi giăng câu. Thế không? Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Trong bài hát Giăng Câu, một sáng tác của Tô Thanh Tùng, hãy cho Minh Xu biết cái câu hỏi thứ 3 mà cô vợ này đó hỏi anh chồng là gì? A. Em hỏi anh sao đi giăng câu. B. Em hỏi anh giăng câu ra sao. Và C. Em hỏi anh giăng câu vui không. 15 giây bắt đầu. Cái câu hỏi mà cô số 3 nha. Cái lượt thứ 3. Em hỏi anh đêm nay đi đâu. Anh nói rằng anh đi giăng câu. Không, lần 2 á. Em hỏi anh giăng câu ra ra sao. Em hỏi anh câu vui không. 10 giây còn lại. Hình như câu A đó. 1 A. Nếu như được lựa chọn. Chắc chắn em đang phân vân giữa B và C. Ủa đúng rồi em. Ừ đúng. Ủa vậy à. Tại cái câu trả lời của cái em hỏi anh giăng câu ra sao. Em hỏi anh giăng câu vui không. Ra sao. Đúng rồi, ra sao. Ra sao. Ra sao á. Ra sao. Dạ. Em hỏi anh giăng câu ra sao. Không, không cần hỏi, anh không biết giăng câu. Dạ. Câu trả lời của chương trình đó chính là em hỏi anh giăng câu ra sao. Yeah. Anh thả mùi, anh đem câu giăng. Anh đem câu giăng, con cá nào ăn? Con cá hàm mùi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Rồi, vì là chính xác. Yeah. Tự nhiên cái hào quang nó sáng tỏa ở đây. 10 điểm dành cho các bạn. Và ô số 5 mở. Trời ơi, thấy cái tay thấy chân không đôi, à. Đôi giày, cái quần jean, cái áo. Được. Phong cách này của ai? Phong cách này không đoán được đâu. Chương trình chủ đề là gì? Mưa bụi. Mưa. Đúng không? Dòng nhạc mưa bụi. Nghệ sĩ nào chuyên hát nhạc này? Đó, đại loại gửi như vậy. Hoặc là trong những gửi của chương trình có những cái đáp án chính xác qua từng câu. Nó liên kết, liên quan, mắc xích đến với nghệ sĩ ẩn danh. Rồi, lượt trả lời thuộc về bọn em. Bọn em có trả lời hay không? Hay chơi tiếp? Chưa được là đâu, khó lắm. Khó, cho nên mình chơi tiếp ha. Dạ. Nếu chơi tiếp, sẽ nhấn chuông tiếp.
Và trời, sẵn sàng, đỡ bàn tay quá, thoăn thoắt quá. Em ơi, em để từng ngón như vậy đôi khi là nó lệch á, nó không ấy được hết. Bên này nó lại được rồi. Linh, không sao, không sao, đừng, bình tĩnh. Không, không, không. Mới đợi mới bóp bóp. Số 4 ạ. Số 4. Người về lên xe hoa, kỷ niệm buồn vào hôn. Giây phút bên nhau, bế bài đó rồi. Còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Trong ca khúc Giả Từ, một sáng tác của Tô Thanh Tùng vừa rồi, cho mình sẽ biết cái đoạn mà con mèo nó mới vừa nhào qua nó mèo, có những từ gì? A. Bờ môi tắt hẳn nụ cười. B. Dìu em giấc mộng vừa tròn. Và C. Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa. 15 giây bắt đầu. Aaron. Người về lên xe hoa, kỷ niệm buồn vào hôn. Bờ môi tắt hẳn nụ cười. Đây là một đáp án chính xác chú. Hay quá anh ơi. Người về lên xe hoa, kỷ niệm buồn vào hôn. Bờ môi tắt hẳn nụ cười. Giây phút bên nhau, nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Hợp lý 10 điểm nữa chú ơi. Ô số 4 mở. Wow, ngạc nhiên chưa? Quá rõ ràng và cụ thể chứ gì. Lượt trả lời thuộc về bọn em. Bọn em có trả lời hay không? Cái này vẫn không ra. Không ra, thôi chơi tiếp. Yeah. Không sao, mình chỉ còn duy nhất một ô số 2 thôi. Các bạn phải gói ghém nha, hết. Lo ngồi nói có chuyện. Có chơi không? Ghê luôn. Có chơi không hay nói có chuyện? Có chơi không? Lên tập trung cho cuộc chơi lên. Ô số 2. Ở mảnh ghép số 2 là mảnh ghép cuối cùng của chương trình. Sẽ có một đoạn nhạc gợi ý dành cho các bạn, xin mời. Hãy cho mình số biết với việc gợi ý đoạn hòa âm trên là nằm trong ca khúc nào. Chúng ta sẽ có ba gợi ý ha. A. Đêm tóc rối. B. Màu xanh kỷ niệm. Và C. Vầng trán suy tư. 15 giây bắt đầu. Tại vì trong ba cái bài này hình như là cái bài đêm tóc rối là một cái bài nó khá là phổ biến nhất. Và cái hòa âm này em nghe nó cũng gần đêm tóc rối. Đêm tóc rối. Và đây là một sự lựa chọn rất tiếc không chính xác. Mấy em ơi. Dạ. Mình chơi chứ hả? Dạ chơi chứ. Năn nỉ á, khách bây giờ năn nỉ. Tôi trả lời được đó. Trả lời đâu? Màu xanh kỷ niệm hay vầng trán suy tư? Nè. À đau đầu hả? Dạ nãy giờ nhức đầu quá, không chơi được cái gì hết. Bây giờ mới chơi nè. À là bị trúng gió nãy giờ. Dạ vầng trán suy tư. À vầng trán suy tư. Dạ phải tinh tế và thông minh lên nè chị Vân. À anh sẽ tặng bọn em một viên thuốc. Thuốc gì ạ? Thuốc 10 điểm chính xác. Thời gian trên ngón tay buồn lên quen không quen. Quá quen luôn, quá quen. Không giờ mình không nghe nhiều cây. Bạn cũ có đưa ra đi buồn thiên thu đưa giàu sang bó bạn nhiều điều khác với bầy thế gian. Chính xác, tụi em có 10 điểm nữa. Wow. Ô số 2, mở. Trời. Trời ơi. Có cái máy tới cái đèn. Thôi. Em, lĩnh vực đèn là thuộc về em. Bây giờ mình cũng không có gợi ý từ bức hình. Vậy thì mình sẽ dựa vào chủ đề của chương trình thôi. Mưa bụi. Đây là một nghệ sĩ rất nổi tiếng trong dòng nhạc mưa bụi này. Và cũng đã từng hát bài hát Vầng trán suy tư mà tụi em vừa dự đoán. Mà cái chân này nhìn quen quen, cái chân này nhìn quen quen nha. Tụi em đang nghĩ đến đó chính là Anh Quang Lê. Anh Quang Lê. Dạ. Ồ, cũng phải là nhạc trữ tình Bolero. Chốt. Nếu như chính xác chúng ta sẽ có 50 điểm và kết thúc vòng 1. Thế nhưng vòng 1 vẫn còn thời gian cho đội mình chưa chính xác ha. Yeah.
Nè, để giải thích cho nghe, làm sao cái chân anh Quang Lê nhỏ gì được? Đúng vậy. Đúng, anh Quang Lê to. Nhưng mà lỡ những cái lúc mà anh còn người không người ở được. Em nghĩ là chú Chế Thanh nhiều hơn, tại vì là em xem một số chương trình chú Chế Thanh ngồi giám khảo á, thì chú Chế Thanh có hay mặc cái style này. Chế Thanh hoặc Ngọc Sơn. À, anh Ba Ngọc Sơn. Anh Ba hả? Em nghĩ anh Ba thì không phải. Ừ, tại vì cái style này thì cũng dạ, không còn. Dạ, tại vì hợp. Anh Ba là một người tập gym rất là dữ. Người anh Ba rất đô, và cái chân này không phải là cái chân của người tập luyện gym nhiều. Chú Chế Thanh. Đúng rồi, Chế Thanh. Ba, Chế Thanh là câu trả lời của đội mưa bong bóng. Đáp án của chương trình đó chính là ca sĩ. Dễ thân. Yeah! Hay quá đấy. Nói gì nữa? Ok. Thật sự phải nói là ca sĩ Chế Thanh một thời lừng lẫy luôn với cái dòng nhạc mưa bụi này, và ngày hôm nay có quá nhiều ký ức tràn về. Chúc mừng đội mình có thêm 50 điểm là 70. Ủa? Dạ. Mưa lớn ghê. Mưa lớn nó, ghê. Nó trôi cái điểm mình đi. Nó trôi rồi, mưa trôi cả bầu điểm. Dạ dạ dạ. Điểm rồi nhưng không sao. Gỡ điểm ở vòng 2. Vòng 2 mang tên Ngôi Nhà Của Sói. Vòng 2 Ngôi Nhà Của Sói. Mỗi đội phải lần lượt trả lời 3 câu hỏi bằng cách đi đến mở cánh cửa tương ứng với đáp án mình chọn. Trả lời đúng được cộng 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Nhưng người chơi phải chạy thật nhanh, nếu sói bắt được thì đội đối thủ sẽ được cộng 20 điểm. Quý vị thân mến, đây là vòng 2 của chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao với tên gọi Ngôi Nhà Của Sói. Dạ. Ủa? Con sói đây, con gì đây? Con khủng long. Không, bên kia mới là khủng long. Ủa? Số 1, chúng ta sẽ xem một đoạn video clip gửi nhé. Xin mời. Dạ. À khoan mọi người ơi, ủa hết luôn hả? Ủa vậy hả? Dạ clip hết thiệt hả mọi người? Dạ mình. Câu hỏi của chương trình, hãy dự đoán xem câu hát cuối cùng trong bài hát Em Đi Trên Cỏ Non. À dạ đúng rồi. Của ca sĩ Thùy Trang là câu hát nào? Có hai gợi ý. A. Quê hương đời đời câu hát ngọt lời anh vui sống lại như máu về tim. B. Thuở mẹ gặp cha thương lắm nhớ chuyện ngày qua. Xin mời. Ai chọn một người thôi. Lên mở cửa. Ở mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đi. Em che nghiêng ngón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành ngôi trường xa. Đôi chân em bé nho sợ lắm bùng. Cha ngồi xuống cổng em, cha nói cút mày nội tao, cút mày nội tao. Dễ thương. Kiểu kiểu vậy. Kiểu kiểu vậy. Và dễ thương. Dạ. Giờ mình chọn đi. Minh chắc tự tin hơn. Câu đầu, quê hương đời đời câu hát ngọt lời anh vui sống lại như máu về tim. Hoặc câu B, hỏi mẹ gặp cha thương lắm nhớ chuyện ngày qua. Đó. Chơi luôn anh. Cô mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Tua mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Tua mẹ gặp cha thương lắm nhớ chuyện ngày qua. Trời ơi, nhờ là công chúa xuất hiện mới biết được là cái câu hát này là câu hát cuối á. Đúng rồi. Thì bình thường là mình sẽ hát cái câu là như mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Đó. Nhờ công chúa mà có 20 điểm, không cần phải nói gì. Làm sao? Quay. Yo. 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 Không cần phải nói gì. Không cần phải nói gì hết. Không cần phải nói gì hết. Và bây giờ sẽ là video clip gợi ý tiếp theo dành cho các bạn.
sao anh nỡ đành quên người mòn đi là hiền loan. Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ. Tụi em biết cái đoạn vừa rồi không? Dạ biết. Gì cây nhiễu, cây nhiễu. Nó cây nhiễu. Cái đoạn mà được tua ngược lại đó, câu hát là gì? Chúng ta sẽ có hai gợi ý. A. Bao lời tha thiết mong chờ. B. Kỷ niệm xưa buổi ban đầu. Kỷ niệm xưa nơ nơ đó. Là nó đúng. Biết đâu. Sao anh nỡ đành quên những kỷ niệm xưa buổi ban đầu. Nó cũng vô. Kỷ niệm xưa buổi ban đầu. Nó vô. A. Nó vô. A. Ô, không. B. B. Cái đó là B. Câu đó là B. B. Chị Hiền là B chứ là gì nữa. Chị Hiền là B chứ là gì nữa. Chơi nha, hay quá. Trời ơi. Đập. Trong tay đập đi. Ôi, hay quá. Lơ này. Rồi. Tới. Vâng. Vâng. Quý vị thân mến. Quỳnh Lý em ổn không? Em ổn. Sai à? Trả lời sai gì đâu sợ. Và sói đã vô được không mọi? Dạ. Và úp được không mọi? Cho nên sói có 20 điểm, chúc mừng. Dạ. Hay quá. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ. Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ. Anh nghĩ là đội của em là chọn sai cho nó vui thôi đúng không? Chứ mình biết cái câu này. Trời ơi. Nhưng vô tình vì nó vui nhưng sói vui hơn. Có 20 điểm luôn. Ok, lượt cuối cùng bắt đầu. Đường đâu có đáy, nhìn ra nay chưa phải là người. Ủa? Trong thói đời. Ủa vô kìa. Không, phải không? Không. Bài khác rồi. Bài khác. Rồi vậy mà nó vô ha. Mà vô hay ha. Hay quá. Rồi, cái hay hòa rồi. Âm nó giống nhau. Nói về hòa âm thì đoạn hòa âm vừa rồi nằm trong bài hát nào? A. Đêm tóc rối. B. Trách người trong mộng. Điểm đã mình hát gì đúng rồi. Bài này quen lắm. Quen lắm, em nghe tên bài này rồi và... Không, giết người trong mộng thì em nghe giết rồi. Người giết người trong mộng nghe. Trách người trong mộng thôi là. Biết đâu đây là một ca khúc nằm trong cái dòng nhạc mưa bụi mà hôm nay mình biết. Biết đâu bất ngờ. Nó rồi lắm. Nó rồi lắm. Nó rồi lắm đó. Ê! Đó là... Con chúa. Nếu đương chẳng chờ chợt biến rằng đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nói nhong nhằng. Ủa đã đội nào à, quên bên này quá, tại bên này cùng giống loài, bên này kỳ quá. Rồi đừng cái giọng. Quý vị thân mến, khép lại lượt đầu tiên ở trong vòng thi đấu thứ hai, điểm số hiện nay 20 thuộc về mưa lớn ghê và đội mình có 110 điểm. Mưa vào bóng, chúc mừng. Yeah. Hai đội chơi sẽ hoán đổi thân phận để đội mưa lớn ghê có cơ hội lội ngược dòng chứ đúng không? Hoán đổi bắt đầu. Quý vị thân mến, hai con thằng lằn con đã xuất hiện và thằng lằn cha cũng đã có mặt ở đây. Đúng rồi. Hợp lý ha. Dạ đúng rồi. Dạ sẵn sàng rồi, vô cha. Mình chơi chứ mình không có quay cái này hoài. Ok, dạ. Mình lắng nghe, mình nhìn. Đau. Ok, xin mời câu hỏi đầu tiên của chương trình dành cho đội mưa lớn ghê. Trong ca khúc Em Hãy Về Đi, sáng tác của Vinh Sử, mở đầu bài hát chàng trai đã xin trả lại gì cho cô gái? Hai phương án. A. Trả thư tình. B. Trả lời nói. Làm anh thì lên trước đi chứ trời. Đúng, làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Dạ. Thấy em bé mà vô tri là mình sẽ giúp em liền. Nhưng mà nếu mà mở cửa yeah, xong em bé vô tri là mình làm gì nè. Làm gì nè. A. Trả thư tình. B. Trả lời nói. Đi ra. Gặp con gì cũng phải chạy. Em chạy luôn. Ừ. 1 2 Ủa, đáp án B là đúng mà. Hoàng dữ chơi chơi hồ. Trời ơi. Em hãy về đi.
mình có 20 điểm. Điểm số hiện nay là 40. Chúc mừng. Yeah. Tụi con ơi, ba tự hào vì tụi con. Bớt đánh nhau lại, trả lời tiếp câu hỏi số 2 cho ba. Mời âm nhạc gợi ý. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ huy hoàng. Thì đây anh đã nhận quà, tặng em coi như bó ngò. Lòng anh chắc em đã rõ. Ca khúc rất quen thuộc, Những Cỏ Cho Em. Sáng tác của ai? A. Vinh Sử. B. Hàng Châu. Sao hai người... Lại là hai lại anh. Nhạc sĩ hai từ từ mà em vô em... gặp anh Minh Khắc Minh đúng không ạ? Lại Khắc Minh là quen hai người đó đúng không? Minh ơi, giờ chọn ai? B. C. À. Happy New Year. Ừ. Happy New World. Chọn. Là Vinh Sử thôi đúng không anh? A. À, là Vinh Sử. Anh không biết ạ. A là gì anh? Vinh Sử. B là Hàng Châu. Châu. Xin mời. C. Minh Sù. A. Chưa. Yeah. 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 Hôn cho hốt hoàng tử liền. Hôn hoàng tử liền. Em có chiếc nhẫn cỏ cho anh nè. Chúc mừng các bạn. Yeah. Và bây giờ xin mời một đoạn nhạc piano gợi ý cho các bạn. Mưa lớn ghê ở câu hỏi cuối cùng. Nhảy nào, nhảy. Em nghe không nhảy, em nhảy quên á. Hey. Hay quá. Hey. Hết. Hãy cho biết gợi ý vừa rồi nằm trong bài hát nào. A. Tình đã bay xa. B. Gánh tương tư. Hãy chọn theo chọn cảm đi. Tính. Chọn theo suy luận đi anh. Gánh nè. Tương tư đúng không anh? Gánh tương tư. Đôi khi người ta tương tư, người ta buồn, người ta thất tình gì đó, người ta muốn cái gì đó nó vui vẻ thì không. Đúng. Có những cái giai điệu nó tưng cờ tưng cờ tưng nghe vui vui hơn đúng không lắm. Và đáp án B. Gánh tương tư. Hey. Đúng rồi. Luồn hả? Luồn hả bưởi? Luồn, luồn. Chơi, chơi, chơi. Đất đuôi, đất cái đuôi. Đất cái đuôi. Ây da, Con sói thua. Đúng theo chương trình là con sói ra sẽ giật thắng mọi người mà. Đúng. Ủa sao em bị quýnh như vậy? Tại nó ghét sói. Quýnh nữa, quýnh mùi. Quá mạo hiểm, quá kinh khủng khiếp rồi. Chơi tới bến như vậy, bên đây thì sói xúc móng. Bên sói mà bên thua thằng lằn là thật sự. Vì đã vồ được con mồi. Dạ. Yeah. Nhưng bị con mồi lật ngược lại, đánh tan nát. Cho nên phải làm chủ cho con sói. Dạ. Yeah. Sói sẽ phải có nhiều điểm. Yeah. Đúng chưa? Đội của em có 20 điểm. Chúc mừng. Yeah. Kết thúc lại vòng 2 điểm số như sau. 60 thuộc về mưa lớn ghê. Yeah. Lớn hơn được xíu rồi. Đội mưa bóng bóng các bạn có 130 điểm. Yeah. Quý vị thân mến, đội nào sẽ chiến thắng vòng 3 với tên gọi đặt cược? Xin mời. Vòng 3 đặt cược có 3 câu hỏi. Trước mỗi câu hỏi, hai đội chơi phải bấm chuông để giành quyền đặt cược. Trả lời đúng được cộng thêm số điểm bằng với số đã đặt cược. Trả lời sai sẽ bị trừ số điểm đặt cược. Và đội đối thủ được quyền trả lời. Trả lời sai không bị trừ điểm. Trả lời đúng được cộng số điểm mà đối thủ đã cược. Quý vị thân mến, đây là vòng 3 của chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao với tên gọi đặt cược. Nghe cái đặt cược này thì chúng ta đã biết được điểm số có thể là nhân lên, nhân lên, nhân lên, nhân lên, vô trì, vô trì, vô trì. Nhưng lần này cái lượt dành á, bằng cách khác, không có phải nghe hết rồi bấm. Yeah. Mà là chúng ta nghe bắt đầu rồi bấm. Ok chưa? Dạ. Bắt đầu. Bắt đầu. Hiểu chưa? Dạ rồi. Long mi dính gì? Long mi dính cái gì xanh xanh đó anh? Dạ, okay. Xanh xanh, không sao, bắt đầu là bấm rồi. Hay quá. Trời ơi, trời ơi. Rồi. Bây giờ mình mới chơi nè.
50 vô. Vâng. Chốt 50 á. 50. 50 điểm. Với câu hỏi 50, chúng ta sẽ có câu hỏi rất dễ cho các bạn như sau. Đó, thấy chưa? Vô điểm. Trong bài hát Tội Tình, sáng tác của Hàng Châu nha. Chàng trai đã nhận ra mình mang tội gì để người yêu bỏ đi? Trời ơi, nó dễ. Thời gian trả lời bắt đầu. Tội ngày hồi xưa mà nghèo, tội gì có tội nghèo thôi. Nghèo, nghèo là, và đặc biệt là trong những cái ca khúc mà bolero là nghèo nhiều lắm. Sao em bỏ ra đi, anh nào có tội tình gì. Nhưng mà phải có tội thì nó mới bỏ ra. Đó, tới tiếp nè. Sao em bỏ ra đi, anh nào có lỗi lầm gì. Chưa có lỗi lầm, chưa có lỗi lầm. Sao em bỏ ra đi. Còn 5 giây nha. Để anh sao? Tội anh nghèo. Đúng không? Nghèo, nghèo đi. Mình đi. Nghèo rớt trái mồng tơi. Bốn. Mồng tơi có. Mình có 50 điểm. Tội rớt trái. Tội anh nghèo rớt trái mồng tơi. Đúng không? Cái nhạc nó vô mà. Tội anh nghèo rớt trái mồng tơi. Đúng không? Đúng không? Trời ơi, đúng em biết à. Chốt đi, hết giờ rồi. 1, 2, 3. Chốt. 1, 2, 3. Đúng, chúng ta. Trong nỗi đau vui, anh chợt biết rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi. Mà treo cao vướng sợi tình rồi, nên té rơi. Lượt hồi nãy mình thắng, đúng chưa? Yes. Không, lượt này mình giành lượt tiếp. Ok. Anh nghĩ nha. Yeah. Nếu mà muốn mà kiểu mà có ấn tượng với chương trình. Yeah, đâu, yeah. Đâu, đâu, đâu. Đặt hết. Chơi đó, đúng không? Bắt đầu. Hay. Như vậy mới gọi là chơi nè. Đặt mà có 50 điểm không gọi là chơi. Không gọi là chơi. 10 điểm. Như vậy mới gọi là chơi nè. Thôi nói gì anh nói. Anh muốn nhiều. Mình 10 điểm. Thấy chưa? Câu hỏi 10 điểm như sau. Trong câu hát đầu tiên của bài hát Mưa Bụi 2. Đó, không biết đó. Đó. Cái bài đấy mình nghe đó là Mưa Bụi 2 đó. Là câu hát gì? Xin mời. Mưa bụi nhạt nhòa thôi hết tình tôi. Cái đó là 11 nha. Hôm nay người đi rồi. Lên. Tôi biết tìm ai. Đường anh cưới đường. Trời à, em cưới đường anh cưới cô dâu. Đường em tan tát cơn ngâu. Nay mưa bụi mang tình về. Cái đó là bài Mưa Bụi 15 chưa sáng tác. Đúng rồi, đó là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Có 10 điểm à. Không phải. Tại vì cái bài này em đã được nghe rất nhiều lần. 140 điểm, chúc mừng. Lượt 3 bắt đầu. Hay quá em, muốn tâm lắm bây giờ. Lượt 3 bắt đầu rồi. Ủa, có chơi không bạn? Khoan, đợi em đang ăn mừng mà mừng. Đang ngủ quên nên chiến thắng mà. Trái chịu tụi em. Đặt 110. Thắng lượt. Ủa, câu cuối hả? Câu cuối rồi. Chơi. Đúng thì thắng luôn. Đúng rồi. Sai thì thua luôn vậy thôi. Đúng vậy. Chơi thì phải lớn. Có gì mà ngại em ơi. Có gì mà đành gian dối. Anh không hề kết tội em. Anh cũng như em sướng vui được gì. Tại vì bên đội đó đặt được hết. Lên đội bên đây nhắc hai chữ đầu. Ok, cảm ơn anh ạ. Chơi không? Rồi. Chị không lý. Ok, em chấp nhận. Câu hỏi chương trình. Cái đoạn là câu hát nào? Minh, cho xin cái melody được không Minh? Cái melody của sao thôi. Duyên mình. Nè, chữ cuối cùng. Chi. Hay. Cái gì? Duyên mình. Chi. Chi. Duyên chi. Mình. Duyên mình nó lại là. Có tội tình chi. Có duyên còn, mình. Có còn lại chi. Có còn lại chi. Có sáu từ. Mấy từ thì dán ra đi. Duyên mình chi đúng không? Duyên mình trả lời. Trả làm lời chi? Làm chi. Mấy từ anh? 8 từ hả? 8. Duyên mình trả lời. Trả lời làm chi? Không. Duyên mình. Duyên thế mình. Đành trả lại làm chi? 6 tờ. 8 tờ. Cái gì? Vô à? Cái gì vậy?
Duyên mình hết giờ về anh ơi. Duyên mình bây giờ vô. À, duyên mình bây giờ có còn gì chi. Chốt hết giờ rồi. Duyên mình bây giờ là bao chương trình. Tám cái là duyên mình có còn gì đâu. Tám đúng không? Tám đúng không? Tám tình đôi mình yêu nhau làm chi? Duyên tình đôi mình. Đúng rồi. Đó. Em nói ra đi. Yêu nhau làm chi? Cái đoạn đó đằng sau. Duyên tình đôi mình. Ê. Chốt nào. Yêu nhau làm chi? Duyên tình đôi mình yêu. Nghe nó kỳ quá à. Duyên tình đôi mình mà yêu nhau làm chi luôn. Nói lại được không? Chứ đỡ gỡ nhục. Đó là câu trả lời không chính xác. Chắc chắn là như vậy. Rất tiếc. Mời đội mình hát cho đội bạn biết. Nói chứ đội em không biết. Nói chứ rồi là không biết. Nói gì nè, nói gì nè. 2, 3. Duyên tình không chọn xéo nêu làm chi. Đúng rồi. Em có một đáp án thứ ba trong đó, câu đó trả lời là... này. Thôi thì đôi mình chơi game làm chi. Đúng rồi, chính xác. Chúc mừng bọn em. Ui trời ơi, tròn quay thấu hiểu chút mất. Chơi game làm chi. Trả lời chính xác câu này luôn. Tụi em có 140 điểm cộng 110 điểm của đội bạn, tụi em có 250 điểm. Chúc mừng. Quý vị thân mến, đội chơi chiến thắng ngày hôm nay đó chính là Mưa Bong Bóng. Không có gì hơn bằng chiếc cúp lưu niệm của chương trình dành cho hai ngôi sao chiến thắng ngày hôm nay với điểm số rất là cao, đạt 250 điểm. Sao? Nãy đáp án là gì vậy anh? Bảo em lo đội bạn nha. Rồi, chúc mừng. Còn em về nhà, Bảo sẽ chỉ cho em từng câu từng chữ nha. Có nhà anh ấy về chứ. Liên quan gì tới cuộc đời em? Ý là mình về xong rồi Bảo mở Google lên, Bảo sợ chứ Bảo cũng không biết đâu em nhé. Ừ. Dạ, quý vị thân mến, ngày hôm nay xin được cảm ơn Quốc Bảo, cảm ơn Phương Linh, cảm ơn Khắc Minh, cảm ơn Quỳnh Lý rất là nhiều vì đã đến với chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.